Động vật hoang dã có trí không không? Rõ ràng là có rồi, bởi chúng có bộ não, biết suy nghĩ, biết ghi nhớ, biết tính toán, biết lên kế hoạch, ý mang, biết phản công khi gặp nguy hiểm, và đặc biệt là biết phân địa vị cao thấp trong bầy đàn. Hai con báu đang ăn mồi, mùi thịt thơm bay khắp, làm lên cẩu nút ngược nước bột vào trong cái bụng kêu sùng sục mà chẳng biết làm được gì. Bởi lên cẩu đang đơn độc, nó không thể mạo hiểm xông vào để cướp mồi. Nhưng nó đứng đây thì có ích gì? Không lẽ nó chờ hai con báu này ăn xong bỏ đi, rồi nó mới vào lượm nhặt những mảnh thịt còn sót lại? Thực ra không phải như vậy, nó đang chờ tiếp viện. Trong lúc chờ, nó đã câu kéo được một con báu ra ngoài. Điều đó giúp cho việc tiêu thụ con mồi của con báu chậm lại. Có tiếp viện rồi, sắp vào cướp mồi ngay tức khắc. Nó đã có được bữa ăn. Đây không phải là cuộc gặp ngẫu nhiên. Con quạ này đã chủ động tìm đến con sói để giao dịch, chuẩn bị một phi vụ làm ăn. Nó không thể làm được gì với con mồi mà nó mới phát hiện ra. Nó sẽ chỉ điểm cho con sói tìm đến để giúp nó hạ con mồi. Con thỏ này chính là mục tiêu hôm nay. Con thỏ bắt đầu chạy trốn, nhưng lại không để ý con quạ luôn theo sát mình. Hay nói đúng hơn, con thỏ không sợ con quạ. Nhưng rốt cuộc, con thỏ đang đi vào cái bẫy của con quạ. Con quạ đã liên tục réo gọi con sói tới. Con sói đang âm thầm tiến lại. Cuối cùng, con thỏ đã bị bắt. Bây giờ con quạ sẽ đi theo sau, chờ đối tác sói sẽ để lại cho nó vài miếng thịt. Một phi vụ làm ăn hoàn hảo. Có thứ gì dưới vũng bùn này mà lại thu hút sự chú ý của con báu đến vậy? Có thể thấy nó đã quẳng quanh ở đây hàng giờ đồng hồ rồi mà chưa chịu rời đi. Con hà mã khá to vẫn cố bám trụ, nhưng điều này là gây ra rất nhiều phiền hà cho cuộc tìm kiếm của con báu. Rốt cuộc có thứ quan trọng gì dưới bùn này nhỉ? Trời tối rồi mà con báu vẫn tìm kiếm. Cái gì vậy? Thì ra là một con cá khá to. Sự kiên trì của con báu đã được đền đáp xứng đáng. Một bữa ăn giàu chất dinh dưỡng mà không cần phải dùng đến siêu tốc độ, tốn nhiều calo. Rõ ràng, con báu sẽ quay lại vào hôm sau. Nó sẽ ăn cho đến khi hết đám cá ở cái vũng bùn này. Một cách tìm kiếm thức ăn khá nhẹ nhàng. Sự khắc nghiệt của tạo hóa đã âm thầm kích thích bộ não, giúp cho tất cả các loài vật hoang dã tìm ra cách sinh tồn hiệu quả ngoài tự nhiên. Chạy không phải là cách tốt giúp con lợn thoát được con sư tử cái này. Nó đã chui vào trong hang để trốn sư tử. Tuy nhiên, việc chui vào hang là điều mà con sư tử này càng muốn hơn. Phạm vi tấn công của con lợn bị thu hẹp, hoàn toàn bị động. Sư tử sẽ vào hang bất lợn một cách dễ dàng hơn. Nhưng con sư tử không ngờ rằng con lợn rừng này quá xảo huyệt. Cái hang của nó có cửa hậu để rút lui. Hay đúng hơn, con lợn này khá thông minh. Nó đã trốn thoát ngoạn mục từ cửa sâu của cái hang. Việc chạy trốn bất ngờ này làm sư tử ngạc nhiên và không thể đua tốc độ để bắt được con lợn. Một con linh dương sừng kiếm đơn độc, con sư tử mới lớn này sẽ thử sức của nó. Nhìn con sư tử tràn đầy tự tin, nhanh nhẹn và lao vào cuộc săn. Không ổn rồi, cặp sừng như hai thanh kiếm nhọn hoắt cắm vào thân sư tử rất đau. Thất bại rồi, sư tử bỏ chạy thục mạng. Đau đến mức con sư tử phải lâu mình xuống hồ nước trông thật đáng thương. Độ nguy hiểm của linh dương sừng kiếm đến mức phải khiến con sư tử không dám tẩu thoát trên đường cạn luôn. Thất bại lần này là bài học bổ ích để con sư tử biết lượng sức mình và biết lựa con mồi nào trong tương lai gần hơn. Con tê giác rất lì lợm, thách thức một con voi để bảo vệ lãnh thổ này. Nhưng đây là một con voi đực, cũng không vừa gì và vô cùng to lớn. Con tê giác lao vào tấn công, nhưng sức mạnh vượt trội, con voi đực dễ dàng hút ngã tê giác xuống mặt đất. Nhận một cú hút khá đau, con tê giác quay đầu tháo chạy, thoát thân. Giờ khu vực này là lãnh thổ của con voi. Tất cả
đều phải sống theo lẽ tự nhiên, mạnh được, yếu thua. Để tồn tại và phát triển ngoài thế giới tự nhiên, các loài vật phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Trong đó, cơ dạy trí khôn là một yếu tố cực kỳ quan trọng, sẽ giúp cho mỗi giống loài đứng vững mãi mãi giữa đất trời.